Báo cáo này đề cập đến những bất cập trong việc quản lý các tòa nhà cao tầng tại TP. Quy Nhơn, được thảo luận tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa 13, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Đại biểu Lê Thị Vinh Hương đã nêu rõ vấn đề về một số tòa nhà như TMS, FLCC Tower xuất hiện các vấn đề chưa có giải pháp khắc phục. Đối với tòa nhà TMS, được xem là tòa cao nhất TP. Quy Nhơn, gặp phải nhiều khó khăn khi có khoảng 90 hộ gia đình chính chủ sinh sống và 400 căn dịch vụ cho thuê phòng. Tuy nhiên, việc cho thuê phòng không thông qua cơ quan quản lý chung, mà do các hộ gia đình trực tiếp thực hiện thủ tục cho khách thuê. Việc đậu xe tại sảnh tòa nhà cũng gây ra mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông. Tòa nhà FLCC Tower cũng gặp phải một số vụ việc không mong muốn như sử dụng ma túy và mất tiền của khách thuê đại biểu lê thị vinh hương đã đặt câu hỏi về giải pháp để khắc phục tình trạng hiện tại của các tòa nhà như tms flcc tower khi vừa có dân cư ở vừa có khách thuê nhưng không có sự quản lý tập trung ông trần viết bảo giám đốc sở xây dựng bình định đã trả lời các câu hỏi chất vấn từ đại biểu tại kỳ họp